Nhờ phát hiện ngăn chặn kịp thời, cán bộ giao dịch phòng giao dịch Đức Lạc thuộc Agribank chi nhánh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh đã giúp khách hàng không bị mất quan số tiền gần 600 triệu đồng. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 7, bà Hoàng Thị Tam đến phòng giao dịch Đức Lạc thuộc Agribank chi nhánh huyện Đức Thọ làm thủ tục rút gần 600 triệu đồng tiền tiết kiệm dù chưa đến kỳ hạn rút để chuyển cho con trai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Thấy khách hàng có biểu hiện bất thường nên nhân viên ngân hàng đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo phòng giao dịch để xin ý kiến chỉ đạo. Sau hồi đồng viên, bà Tam mới tiết lộ bà nhận được một cuộc gọi của một người lạ, xưng là cán bộ công an huyện Đức Thọ, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy. Bà Tam sau đó liên tục nhận được điện thoại gọi đến từ nhiều số khác nhau, đe dọa và yêu cầu bà nếu muốn không bị khởi tố, bắt giam thì chuyển hết tiền vào số tài khoản do những người này cung cấp. Nhóm người trên còn dặn bà Tê, trong quá trình rút và chuyển tiền, nếu ngân hàng hoặc người thân có hỏi thì nói là chuyển cho con trai ở Hà Nội. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, phòng giao dịch Đức Lạc chi nhánh Agribank Đức Thọ đã ngừng giao dịch và báo cho công an huyện Đức Thọ.